cánh mây vàng đợi gió xuân. Đường xa đã mỏi gót phong mê trần bâng khuâng vào bàn đàn nắm cũ. Một đêm sương lạnh rượu hoàng hoa nhấp càng dưới khoang đò. Trăng đã lên cao trong giờ phút hẹn hò. Em hãy chờ tôi so dây nắng phim để em ca bài giả cổ hoài lan. Tư là tư phố thơ, bảo kiếm sắc phong lên đàn. Vào ra ngóng trong tinh vàng, nắm cánh mơ màng là trời cao nhớ cũng nắng tình với bài ca giả cô. Trong giấc ngủ đôi mái đầu xanh ấp ủ tâm chân tình. Quên cả ngày mai sẽ cất bước đăng trình. Bếp lửa tàn trò qua đêm dài tắt liềm. Tiếng chim hót rộn ràng báo hiệu buổi bình minh. Sương trắng bồng bềnh trên bông mặt Trường Giang. Giờ đưa tiễn người đi kẻ ở. Như một dần mây trôi đi không định hướng. Nữ khách lên đường cô gái đứng nhìn theo. Một chiều qua
bên lành. Bỗng nhớ đến một người, ba năm sau anh mỏi gót phiêu linh, có dịp về ngang qua bên cù. Chiếc đò xưa vẫn còn neo dưới tàn cây cổ thụ, nhưng cô gái năm xưa đã cất bước theo chồng. Bến nước Tiền Giang vẫn lặng lẽ xuôi dòng, tôi đứng bờ vỡ nghe hồn chết lặng, nhớ nhung hoài bài giả cô Hoài Lan. Đường dù xa xin đó đừng phụ nghĩa tàu khang, đêm luôn trong tình nhạc, ngày mỏi mòn như đang vòng vọng luôn trong tình chàng, lòng xin chớ phụ phàng. Tiếng sao chìm du trên bến chiều hoang vắng, tôi ngỡ tiếng ai ca hòa lẫn mây cùng đàn. Rúng đầy sân trên con đò nhỏ bập bùng ánh lửa, người thiếu phụ còn ngồi đan áo cất tiếng ca buồn náo nuột để ru con. Chàng hỡi chàng có hay, đêm tiếp nằm luôn những sầu tây, đừng lỡ phải à. Thiếu phụ nhìn tôi rưng rưng đôi mắt lệ, ôi cô gái năm xưa đã tay bế tay bồng. Nhìn con đò trên sóng nước mênh mông, tôi nghe tim đau buốt như mảnh tình tan vỡ. Người yêu nay đã theo chồng, vẫn nhớ bên lòng bài giá cố Hoài Lan. Thưa quý vị, sự kết hợp thật đẹp của nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương trong một bài chúc tình giả cổ Hoài Lan như là một thông điệp với khán giả: nếu khán giả vẫn còn thương, cải lương vẫn còn sống. Mà cải lương còn những thế hệ nghệ sĩ trẻ như các cô đứng ở đây, cải lương sẽ không chết, đúng không ạ? Thưa quý vị, các anh chị em nghệ sĩ sẽ còn nhiều tiết mục, rất nhiều tiết mục rất hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay. Và mời quý vị nhớ đón xem trong chương trình phần 2